Wow, Tukan. Phải nói các bạn nha, ở chung phòng là có cái duyên, có cái hơi, bóc chung Tukan. Fit Daily, cà phê thật kết nối thật. Fit Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Hát lại lần nữa. Bây giờ hát lại. Mọi người đang tìm tình yêu với vì sao? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người đi tìm tình yêu với vì sao nha. Hát bài của sai đi. What? Sai gì đó? Em sắc, em son, à. Em chắc, em ngon. Quên luôn hả? Quên rồi. Họ không được đăng lên đây. Họ không được đăng lên đây. Bây giờ hát lại. Mọi người đang tìm tình yêu với vì sao? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người đi tìm tình yêu với vì sao nha. Đó, vậy đó. Yeah. Chung Ken thử đi. Hay cái chữ vui sô Chung Ken. Thử đi, thử đi. Con đó. Mọi người đi tìm tình yêu với Chung Ken nè. Mà giống. Rồi, tới lượt Chung Ken nè. Dạ. Em bóc một người rồi. Em vào đi sáng nay. It's impossible. Anh yêu quá chứ. Mày ngu. Cái bài này em thuộc rồi à? Yo, không phải không phải tại nó, không phải không phải tại nó, không phải tại nó, không phải không phải tại nó, không phải tại nó, không phải tại nó, không phải tại nó, không phải không phải tại nó. Đâu xa hay gì? Đâu xa hay mồ côi cái gì? Cũng không phải tại nó. Phần thì em rất thích, rất nhiều cảm xúc của Tango. Wow. Tukan. Phải nói các bạn nha, ở chung phòng là có cái duyên, có cái hơi, bóc chung Tukan. Có cái hơi. Nghe người ta hát ở cùng phòng với nhau kìa. Anh hát đi. Em đang hôn ai? Hôn ai mê ly. Hiếu à, hiếu à. Hôn ai mê ly. Ngày nhạc rap mình là Crack Cafe Thai. Đây là Rap Việt ở trên HTV2. What's up Rap Việt mùa 2? Đây là Tukan. Ủa, ấy càng nào trước đây? Ủa, ai này có ai tìm cơ đất không ta? Đây, tìm cơ đất nè. À, em là cầm bài của Free. Free với em ở chung. Em nghe Free đọc nhiều lắm mà giờ Free không rồi. Nhớ gì hết ta. Free đây là không trách anh Boss Bồ được. Không trách được. Bọn anh ở nhau tận 5 tháng trời ơi anh. 5 tháng trời, ngày nào cũng tập với nhau bây giờ không nhớ một câu rap nào. Anh em kiểu gì cũng những người anh em của bạn không bao giờ quên lời rap. Điều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Hôm nay anh em phiêu đã vào đây thì không thể quýt. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Thì có gì bồ ngày này không hát được bài của Hoàng Anh mà hát bài của người này. Hát bài của sai đi. What? Sai gì đó? Em sắc, em son, à. Em chắc, em ngon. Quên luôn hả? Quên rồi. Họ không được đăng lên đây. Họ không được đăng lên đây. Họ không được đăng lên đây. Em sắc, em son. Bình ổn ba chỉ với nước non. Look up, look down. Luôn luôn phải giữ vẻ thanh cao. Chút danh nào đâu. Em hiểu không? Fin Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt.